cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái mẫu lồng đèn mới, một cái mẫu khác nha cả nhà. Các bạn nhà cùng theo dõi nha. We'll be right back.
xong. Thì các bạn nếu mà thấy hay á, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, tạm biệt và hẹn gặp lại.